Chào mừng các anh chị quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy AHA. Kênh YouTube luôn chia sẻ cũng như là giới thiệu về các loại máy móc điện phẩm. Thì hôm nay thì Điện Máy AHA sẽ giới thiệu với chị cách thức xay, cách thịt là làm phúc xích. Thì để xay được cái này thì anh chị đã chuẩn bị một chiếc máy xay, có thể nói lên là máy xay gọi là bán công nghiệp rồi. Để là một mẻ sẽ xay được là khoảng 3 kg thịt. Ngoài ra thì nguyên liệu thì chúng ta sẽ chuẩn bị một chút về nguyên liệu. Ví dụ em đây có chuẩn bị là 1,5 kg thịt mông. Thịt này để làm xúc xích thì chuẩn rồi. Ngoài ra có thêm mỡ này nhiều người có thể gọi là mỡ miếng ấy, không phải là mỡ lá nhá. Mỡ lá là loại mỡ mà không dùng được. Còn phụ gia thì là chúng ta có thể một vài loại, như đây là bột muối đỏ này, để một phần để giữ màu cho cái nguyên liệu xúc xích hay là nem chua hay gì đấy, bột muối đỏ. Còn đây là bột biến tính, bột này là bột bắp của hãng công ty Cargill. Anh chị nào cần về hướng dẫn thêm thì em sẽ gửi inbox để bọn em gửi thông tin cho. Có tiêu này, nước mắm này, mì chính và hạt nêm. Ngoài ra thì chuẩn bị thêm một bát nước lạnh, nước đá lạnh, để tí chúng ta sẽ hòa sẵn những cái gia vị này vào để khi chúng ta cho vào một mẻ một lần cho nó nhanh dễ. Đấy là em nói chia sẻ để với góc độ là với một người còn là làm chưa quen. Còn sau này một thời gian các anh chị xay nhiều, chị quen rồi thì anh chị thao tác cũng rất là nhanh và chúng ta không cần phải hòa sẵn cái này như em vừa nói nữa. Đấy là về cái phần nguyên liệu và máy móc chúng ta cần chuẩn bị để xay được. Trước tiên thì đây cái máy là máy xay giò chả loại 3 kg. Anh chị nhìn đây này, thì trong máy thì em đã đổ sẵn cho sẵn nước lọc và đá rồi nhá. Chúng ta sẽ tối thiểu ta sẽ đổ một nửa cái này, vừa nước vừa đá một nửa, đổ trước khoảng 10-15 phút để đảm bảo cho cái phần cối này nó sẽ đạt đủ nhiệt độ lạnh và giò không bị chín. Đấy, đây là lưỡi dao ra ba cánh, dao thả rất tiện lợi để sử dụng. Đấy, chúng ta sẽ bật thử máy xem máy chạy không. Đó, ok, máy đã chạy rồi. Cái phần bột biến tính này thực ra thì là đối với nhiều anh chị thì có thể nhiều công thức khác nhau, nhưng mà đối với đấy thường thì đối với chị nếu mà làm mà giò chuẩn hơn nữa thì chúng ta sẽ không cần bột này. Khi anh chị mua được những thịt lạc mông ngon này, rồi thịt mỡ chuẩn này, chúng ta sẽ hầu như không dùng đến bột này nhiều nữa. Ta cho khoảng 2 thìa cái muối này, có ít hạt nêm, tầm 2 thìa thôi nhá, tùy anh chị ăn nhiều ăn ít. Đấy, rồi cũng cho thêm mì chính và 1 thìa thôi. Nhiều quá, đây em dùng thì hơi to. Nếu như anh chị dùng cái thìa cà phê, chúng ta cũng chỉ cần cho khoảng 2 thìa cà phê nhỏ được. Hạt tiêu thì để ta cho vừa phải thôi, phù hợp với cái nhu cầu ăn của chúng ta hoặc là phù hợp với công thức của anh chị được học được ấy. Đấy là những cái mà cơ bản. Còn nước mắm thì chúng ta sẽ cho sau, ta cho cuối cùng để nó mùi sẽ thơm hơn. Vì nếu chúng ta cho sớm từ bây giờ thì nó sẽ dặn sau sẽ bị mất mùi. Đấy, chúng ta đảo sơ bộ đi. Đấy, cái gì này, em cho một chút muối vào đây mà muối đỏ ấy, muối tăng màu ấy, nó đã lên màu rất là đỏ rồi. Muối này là hoàn toàn là hợp đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm của chị nhá, không phải là những cái phụ gia gì đó đâu. Ngoài ra thì có những anh chị dùng được phụ gia đặc biệt khác thì tại vì em không dùng và khuyến cáo các chị không được dùng. Đấy, chúng ta nên hướng đến thực phẩm sạch, đó là cái đầu tiên mà chúng ta sẽ trong sản xuất. Đấy, rồi sau đây em sẽ quay sang xay thịt luôn nhá, để cho nó hạn chế thời gian và nó nhanh. Đây, sẽ cho luôn thịt đây. Máy này thì xay được 3 kg, nhưng mà hiện tại đây em xay chỉ có khoảng 2 kg, thời gian là rất thoải mái. Thì chúng ta sẽ xay khoảng tầm 1-2 phút. Và chúng ta sẽ xay, có thể quan sát ở trong này, xay một thời gian rất nhanh thôi để có nát thịt cơ bản ra. Đây, nhìn này, em vừa bật chắc khoảng chưa đến 1 phút mà thịt nó đã cơ bản như này rồi. Thì sau đây chúng ta sẽ cho mỡ vào nhá, và nó xay. Đây, cái mỡ này thì các anh chị chắc là anh nhiều chị làm nghề thì biết rồi, còn như em thì cũng được học hỏi kinh nghiệm với anh chị này. Đây, nó sẽ cho mỡ này đã ướp lạnh rồi nhá, cho vào. Và tiếp theo sẽ cho thêm cái dung dịch nước này vào. Sau đấy chúng ta sẽ bắt đầu xay.
xay thì chắc khoảng tầm trên 2 phút và dưới 3 phút nhá. Chị đừng xay lâu quá, lâu quá phải nên là bị chín giò. Đấy, nhìn này, giò đã bắt đầu dẻo rồi. Em phải xoay thêm một chút xíu thôi để đảm bảo nó sẽ định nguyên hoàn toàn. Đấy. Đây thì trong quá trình xay thì nếu mà anh có thể dừng lại một chút xíu thôi để vét những cái phần thịt nó bám lên cái thành trên của cái cối này. Thì như thế thì là nó sẽ đều và nó cũng sạch sẽ. Đấy. Chiếc máy xay này rất là tiện lợi mà cối ta có thể nguyên được các chị nhé. Cối ta có thể hoàn toàn nguyên khối được để chúng ta vét ra vét giò chả rất là dễ. Đây, bây giờ em sẽ cho thêm một chút đây thôi, chúng nước mắm vào. Nhìn này, em cho thêm một chút nước mắm vào. Nước mắm thì các chị thể dùng nước mắm ngon một chút để người ta làm nó sẽ thơm hơn, ngon hơn. Đấy là những cái mục tiêu chúng ta hướng đến là thực phẩm sạch và an toàn. Sau khi khoảng 3 phút xay thì em đã tắt máy đi. Và đây nhìn đây, thành phẩm của chúng ta đây thì là giò, nhìn này, nó khá là dẻo. Rồi em làm không phải là chuyên lắm nhưng mà nó cũng tương đối thôi. Anh chị có tay nghề cho nó làm tốt hơn em. Thì sau đây em sẽ vét cái này, vét cái phần giò nhá. Vét phần giò này sang cái máy đun xúc xích, cố đun xúc xích để chúng ta tiến hành làm xúc xích. Đấy. Đây thì sau khi chúng ta và xay xong, ta sẽ cho vào những cái cối đùn này. Đây, sau khi em đã vét cái phần giò cho từ máy xay giò sang cái phần cái ống cối của cái máy đùn xích quay tay này. Đây là máy đùn xích quay tay mà cái size này size 2 lít nhá. Cái bầu này được 2 lít đi chị nhá. Thì em đã dồn sẵn cái vỏ xúc đây. Đây em có chuẩn bị đây. Vỏ xúc này thì ra đây là cũng dễ tìm, dễ mua thôi. Chị có thể lên Shopee mua mỏ đủ xúc xích nhá. Đây còn hay gọi là collagen. Thì tên có nhiều là tên khác nhau nhưng mà đây gọi chung là vỏ đủ xúc xích. Rất dễ sử dụng và đúng tiêu chuẩn. Đây em dồn sẵn rồi nhá. Em sẽ đun thử cho anh chị xem này. Chiếc máy này thì nói chung là người ta cũng dễ sử dụng thôi. Đấy, một tay quay, một tay cứ nhẹ nhàng thôi. Đó, và sẽ nhẹ nhàng thôi. Đấy, nói chung là cái thao tác thì nó em không phải là dân chuyên làm xúc xích. Thực ra là cái việc mà nó làm nó sẽ không thể thao tác chuẩn như là các anh chị làm được. Các anh chị làm nhiều thì nó sẽ quen thôi. Từ ngày em chưa thể làm cả 30-40 cân. Nó cũng rất nhẹ nhàng thôi. Độ cái giò này nó dẻo hay là nó quánh quá thì nói chung là hơi khó làm, nó dẻo vừa thì làm rất dễ thôi. Thì chúng ta sẽ chọn cái ống nó vừa phải và cái này nó và cái vỏ nó lại xay vừa. Thì tí chúng ta tiến hành buộc cái này nó dễ này, và đừng ép và căng tay quá nhá. Nó quá thì ta không buộc được lực chỉ đâu. Đấy là những cái vài yếu tố mà em lưu ý với anh chị thôi. Đây thì là thành phẩm này. Sau khi xong là ta tút ra nhé.
Đó. Đơn giản này. Đặc biệt sau đây sẽ dồn tiếp cái này vào. Thì sau khi chúng ta sẽ tiến hành dùng cái cho qua máy máy buộc chỉ để ta tiến hành buộc chỉ xong ta cho vào hấp nhá. Sau khi xích chúng ta đã tiến hành đun cho máy đun xong được. Thế thì nhìn thành phẩm của các em đây. Cả cái em cũng đun mẫu thôi, cũng trưng thôi. Thì nói chung là chưa được hoàn hảo lắm, nhưng tại vì em không phải là người chuyên làm buộc xích. Các chị làm sẽ đẹp hơn, màu sẽ đẹp hơn. Không. Đây thì sau khi đun xong những đoạn xích dài, chúng ta sẽ cho một đầu máy chị nhỉ. Cho đầu từ bên phải qua bên trái này nhá. Đấy. Nhìn này. Ta sẽ cho cái đầu này, cái bộ này chạm với lại cái thước đo chúng ta này. Đấy, chị muốn dài ngắn nên điều chỉnh cái thước này nhá. Đấy, còn đây, cái đầu chỉ đây chị nhá. Chị cầm cái đầu chỉ này cùng với lại cái đầu xích nhá và tiến hành buộc thử này. Công tắc thì chúng ta phải gạt cái công tắc điện của cái máy buộc chỉ bằng điện này gạt sang cái chế độ nó buộc nhá, chứ không phải cuộn đâu. À, em thử cho chị xem nào. Đó. Đây, chị nhìn này. Đấy, thì chúng ta sẽ buộc nó cũng rất là đơn giản thôi. Em thì thao tác không quen, nó hơi chậm. Còn nếu mà các anh chị làm mà lâu ngày rồi thì nó sẽ rất là nhanh đấy. Đấy, cái gì này, chúng ta sẽ chỉnh làm sao mà để những cái nút thắt này nó tương đối chặt một chút và đảm bảo là đây là do cái phanh này chị nhá, ta sẽ siết làm sao mà để cái nút chỉ nó tương đối chặt và đảm bảo là khi chúng ta lôi này thì chỉ nó vẫn chạy ra được nhá. Nếu sức căng quá thì khi chúng ta lôi này thì chỉ nó không ra được và dẫn đến đứt cái vỏ chu sinh này. Đó. Là mình sẽ làm khoảng một hai hôm là sẽ quen, thì sản phẩm nào cũng thế thôi, chúng ta mới mua về đầu ra phải học cách làm quen với nó. Đây ta. Thì sau khi chúng ta đã buộc chỉ xong này rồi, chúng ta sẽ tiến hành cho vào những chiếc tủ hấp hay là nồi hấp nhá. Đây, em chị Mai Ha thì cũng không thiếu những thiết bị về chế biến thực phẩm. Nhìn này. Đây thì hiện tại thì em có chuẩn bị sẵn một chiếc nồi nhỏ đây. Nồi này đây là nồi 30 lít để có thể nấu phở cũng được mà hấp xúc xích cũng được. Chị lưu ý nhá. Ta sẽ cho xúc xích vào đây. Hấp thì một mẻ hấp thì trung bình hấp khoảng trên 30 phút, từ 25-30 phút. Vì nếu mà cho luộc thì sẽ nhanh hơn, nhưng mà xúc xích thì không ai người ta luộc, cho vào hấp. Đấy là những cái sản phẩm. Ra. Đây. Ta hấp vào cái. Đây, sau khi cho xong thì chúng ta sẽ đây là hấp cái chủy nhé các bạn nhé. Đây, xong chúng ta sẽ đậy vung vào và bật điện. Đó. Đây thì chúng ta trong quá trình chờ đợi thì ta sẽ đợi khoảng tầm từ 25-30 phút thì xúc xích sẽ chín. À, trên đây em đang hướng dẫn anh chị một quá trình làm ra một chiếc xúc xích. Thì anh chị cần tư vấn thêm về máy móc thì cứ liên hệ với số hotline của Mai Ha để được tư vấn cũng như là báo giá chi tiết về sản phẩm cho anh chị.